Allemaal. Zo kan dat. Allemaal. Zo kan dat. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai và quân ở trong trận đấu này như thế nào, chúng ta cùng xem. Mạnh Hào là người cầm Maxi và Maxi cũng là quân của thủ thủ 98, ban của Bùi Phương Nam và Babylon của thủ thủ Anh Huy. Trong khi đó thì trong khi đó là các thành viên bên phía team Nghệ An vô thường là người được cầm Roman, Tùng Anh cầm Phô, Minh Oan của Võ Anh và Khóc là người cầm Greg. Quay trở lại với trận đấu thứ hai của trận đấu thứ hai thôi. Một trận đấu mà quân chúng ta được đánh giá là cửa trên hơn. Tất nhiên là chúng ta đã giành được chiến thắng rồi. Vấn đề bây giờ đặt ra rằng là những trận đấu quân xấu hơn cần phải có một pha lộ ngược dòng thì phải có một trận đấu rất khó. Các game thủ top 1 hơn các game thủ top N ở chỗ là đánh chuẩn hơn, ít lỗi hơn. Và nếu như mà thường nếu như các ông đánh kiểu hai bên cũng không có lỗi gì thì các quân bài đẹp hơn auto thắng. Và để có thể giành được chiến thắng ở trong những trận đấu thì cần phải có một tình huống vượt khó. 23/28 là tham lai tới game thủ 98. Trận này thì quân vẫn là cần rồi. Quân vẫn là cần và bài bên nào đẹp hơn thì bên ấy sẽ có nhiều lợi thế hơn. Đây là Bùi Phương Nam, 3 voi đang được đưa về, có hiệu. Không biết là quả phụ có chưa. Và như vậy theo tin báo về là Minh Oan ở phía đội bạn đánh chém, đồng nghĩa việc đội bạn chỉ có một chủ lực duy nhất mà thôi. Đó chính là người cầm phone ASEAN, game thủ Tùng Anh. Đến đây xong, BM. Bây giờ thì chúng ta rút bài Pamidan kích 9 ở trong trận đấu này. Kích 9, 4, 8. Với 19 nông dân Pan. Bây giờ thì sẽ là nông dân ăn vàng và 9 con ngựa rồi. Chúng ta thì cũng có, chắc là sẽ có một game thủ nào đây đánh Kuma. Phải có Kuma nhỉ? 98 25 dân, như vậy là có baby cung rồi. Thì sẽ là một cung duy nhất, bên sẽ có một cung duy nhất thôi. Hào đánh chém hai chém trong trận này. Một cung duy nhất của game thủ Anh Huy. Đây Huy, và Anh Huy sẽ kích đời khoảng 11. Trở lại với máy của game thủ Bùi Hồng Nam, con ngựa giò đã bắt đầu di chuyển. Oh.
done it. Homus. Homus. Redkit. Papadakis. Redkit. Papadakis. Nhưng mà lại cánh bên này gặp nhà kỹ thuật mùa 4 vô thường cầm Roma. Rome đối đầu với Pan, tất nhiên rằng Pan Milan vẫn sẽ được đánh giá là cửa trên. Nhưng Roman cũng là một loại quân không dễ bắt nạt. Khi mà lên đời xong thì... Khi mà lên đời xong thì việc... việc Roman đóng được một nhà P là quá đơn giản. Papadakis. 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 20-28 nó tham lai tới được cái thủ cầm Pan. Như vậy là cánh bên này tung mạnh là người cầm Funesian. Ô! Ô! Vào giữa rộn chính. Tình huống phải em khá nhanh tay. Ôi! Tận này phải xuất thần à? Tận này xuất thần với cả chúng tôi lên cung A thẳng tới cái thủ cầm vô răng. Tôi thấy đào vàng. Không, chắc là chỉ là một tình huống đào vàng để lên giáp 4 mà thôi. Dền giữ có lạc đà. Cố gắng giữ con lạc đà để có thể đưa tiếp một con lạc đà khác vào. Vậy tờ này đã được bảo vệ kín tới cái thủ Tùng Anh mất rồi. Chém nổ cái kia. Ô! Ô! Con lạc đà thứ hai vào được phía bên trong luôn của cái thủ Tùng Anh. Hai môn trên 36. Tuy nhiên Tùng Anh cũng yếu nhẹ hơn để yếu hẳn. Các bạn thấy Tùng Anh mất quá nhiều dần. Đáng tiếc rằng lạc đà của game thủ của Việt Nam không phải là lạc đà cung giáp mà đóng giáp tuyến rất nhiều. Thế thôi, tấn đấy cũng là ổn rồi. Bây giờ thì nó sẽ đánh thủ. Tôi nghĩ rằng thế này vào nhà của Phú Thường là cũng không được nữa. Khi mà thời điểm này thì Phú Thường đã là người có phù thủy thì Nam sẽ người tích lạc đà. Tích là sợ nó nữa. Vào thời điểm này tôi đánh giá là Nam sẽ phải đóng. Nam đóng AL2 mới là chuẩn. Bởi vì lực của Phương Nam hoàn toàn có thể đóng sốc được 2L. Còn anh Huy mới là người phải mang cung đoàn ra để bắn phù thủy cho game thủ Phú Thường. 2L đều dành cho 30 đan thì mới có thể đi được vô được. Nam đã đóng 1A. Phú Thường to, cầm Roma. Phù thủy đó. Và đụng gì vào đâu. Dắp ra tầm sai. Trước khi đó đây là máy của game thủ U98. Tôi nhìn thông tin U98 báo về là đang chăn dần muốn không khóc. Cầm Greg. Hai lần đang bắt đều và tham lai đã chỉ là 18 mà thôi. Cái đây mà máy tới từ game thủ Thanh Hà, tham lai là 32. Anh đánh đầu cánh như thế nào anh ấy? Có anh cầm Inuan. Như vậy là theo tin báo về là có anh chết à? Càng quá nhờ. Và anh ấy đang điểm số rất cao. Hiểu rằng tuần này open có được không? Thực ra thì đánh thế trận đấu 4 thì chúng ta máy của anh ấy để phân tích xem. Đối bạn có một Roman. Đối bạn thấp hơn chúng ta một chút bởi vì trận đấu 4 và úp nhà Roman thôi. Còn nhà Phonesian thì không không quan trọng, phải đánh chết nhà của game thủ vô thường. Máy không mặt hào đâu.
Thảo lọt vào nhà của cái thủ phòng thủ xem tấn công của bạn là vào nhà của bạn trước. Cũng là đúng rồi. Thủ của bạn vẫn ở bên mình, sau đó bạn có Roma. Còn hai Maxi không đánh được Hot Thần rồi. Chắc chắn không đánh Hot Thần rồi. Luộc. Bộ thường vẫn đang không chú ý tình huống dân này của mình. Ăn được rất nhiều dân của bộ thường kia. Bộ 2 Tùng. Không, bộ 2 là Tùng Anh ở bên họ. Và như theo tin báo về là bộ 2 đã chết. Như vậy là nếu như bộ 2 chết thì rất tươi. Bộ 98 đã ăn được rất nhiều dân của cái thùng 2 chưa. 2 chưa chết, 2 còn một thùng chính nữa. Trở lại với máy của game thùng Anh Hào. Hào đang ăn rất nhiều dân của game thủ vô thường. Như vậy là hai chủ lực của đội bạn chỉ cần đánh đúng hai chủ lực của đội bạn là xong trận luôn. Nhưng thời điểm này Hào sẽ mất dần dần. Đây là thời điểm mất dần thì chỉ vấn đề thời gian thôi. Thì Max sẽ là một đạo mất dần không có bánh xe. Mất dần rồi. Cũng khá khét ở game thủ Mạnh Hào. 23-1 bắn máy của game thủ Anh Huy. Hào lại đang bốc ngược lên một tuần rất mạnh dành cho chúng ta khi mà một của vô thường đã fit. Trở lại với máy của game thủ Anh Huy nào. 86-92 bốc đốt vào một tuần không. Phương của Đồng Anh cũng đang là rất yếu. Rồi, đi phối hợp cùng một tên để có thể giải quyết luôn trận đấu này. Cần phải có lạc đà. Lạc đà kia. Để ý luôn. Rồi, đến rồi. Rồi, không nhiều con vậy em ạ. Rồi, bắt được chọn tân cung lần này. Chiến thắng cuối cùng về các thành viên của bên phía team GameTV. Tỷ số sẽ là 2-0 ở trong trận đấu thứ hai dành cho GameTV. Rồi, không biết là đội bạn còn cơ sở gì thì để chơi cối trong trận đấu này. Không biết là còn cơ sở gì để chơi cối trận đấu này. Không vừa mất một tuần cung đờ rồi. Tuần đấy cung đờ đấy, một tuần cung đờ rất đau nhưng của Tùng Anh. Nhưng mà là Mạnh Hào có mặt ở phía bên trong rồi. Đây là máy tới từ game của Mạnh Hào để ăn dân của đối phương. Những con đồng thần cuối cùng của game thủ Tùng Anh. Và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho GameTV. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với chung kết của đội bạn ở trong trận đấu thứ hai.